Hello, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn đến với cái video hướng dẫn chơi guitar của Lộc. Có lẽ là các bạn sẽ thấy là ôi ông Lộc này hướng dẫn guitar lại chỉ mặc một cái áo này. Thì cũng còn là như vậy đi. Thì trong cái bài hát này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bằng tiếng Anh nhé. Thì một số bạn nào mà không biết tiếng Anh ấy thì các bạn sẽ cảm thấy nó khó, thì các bạn tập tiếng Việt nhé, tập tiếng Việt cho bạn học cái hợp âm và quạt thôi, thì các bạn học tập tiếng Việt. Bởi vì là mình không thích hát tiếng Việt, bởi vì là mình hát nó hay chênh phô hay lệch giọng, mà mình hát bây giờ mình tập tiếng Việt thì nó sợ là nó sẽ lệch giọng và không hướng dẫn được các bạn, bởi vì nó chênh phô đấy. Thì cho nên là mình sẽ hướng dẫn tiếng Anh, thì mình hát nó quen rồi. Thì bài này là tiếng Việt là đứng mở đường, nhưng tiếng Anh là way maker. Cũng là đúng mở đường mà thôi, nhưng mà thực ra thì mình quen với tiếng Anh nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi tiếng Anh nhé. Thì chúng ta sẽ chơi bài hát này với điệu ballad, chơi với cái tần suất là nút chậm, nút nhanh, nút lên, nút xuống, nút chậm, nút bổng, nút ngân, nút ngân, nút lại không ngân. Thì đấy là cái kinh nghiệm và cái cảm xúc khi các bạn thờ phượng Chúa thôi. Thì cái bài này nó sẽ chơi với bốn hợp âm, duy nhất bốn hợp âm mà thôi, và thường là cái tính đặc biệt của nhạc thờ phượng là thường là chơi rất ít hợp âm và thường là chơi theo vòng, nên các bạn rất là dễ tập, nhưng không giống như là tập những bài hát thị trường hay những bài hát khác, thì những bài thánh ca nó sẽ rất là dễ như vậy. Thì bài này chúng ta sẽ chơi với kepu ngăn 2 cho giọng tông nam nhé. Thực ra thì ca sĩ họ hát có thể là cao hơn, nhưng mà mình thấy một số các bản cover và những cái bản thờ phượng chính ấy, thì sẽ dùng cái kepu ngăn 2 này kẹp vào đây để chơi na thứ. Thực ra thì nếu như không kẹp ấy, thì các bạn phải chơi si thứ mà thôi. Chơi si thứ là hợp âm chuẩn. Nhưng mà kẹp vào thì các bạn chơi na thứ nó dễ chơi nhá. Mình muốn là các bạn chơi ở cái tông này nó vừa phải thôi, để các bạn hát nó dễ hát ấy. Hát dễ hát thì người hội chúng cũng dễ hát, các bạn dễ thở phẳng thở phượng, dễ lên cao hoặc xuống tấp. Nếu các bạn hát cao được thì nó là cái tốt thôi, nhưng mà khi mà thở phượng mà ta mệt quá đứt hơi thì nó cũng là mất đi cái mạch cảm xúc của thánh linh. Nếu như các bạn cảm giác là mình không thể hát được kepu ngăn 2 thì các bạn cũng có thể bỏ kepu ra và đánh na thứ bình thường nhé, ở ngăn đầu tiên. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình hát quen như này rồi, nó sẽ có la thứ này, hợp âm la thứ nhé. Thứ. Ai chưa biết bấm là thứ thì học cách bấm nha. Là đọc sẽ là 002210 rồi. Là thứ. Sau đó ta có pha trưởng. Pha trưởng thì các bạn có thể đánh pha này là pha chặn là 1 3 3 2 1 1 2 1 1, hoặc là các bạn có thể chơi pha mở. Pha mở thì các bạn sẽ dùng là gọi là pha bát la. Bạn bỏ cái dây mí này không đánh, mà các bạn sẽ đánh dây 5 xuống. Pha bát la nó sẽ là 0 3 2 1 1. Đấy, pha bát la là pha mở. Đấy, đây là pha chặn. Pha chặn hoặc gọi là pha đủ nhá. Rồi chúng ta sau pha ta sẽ còn lại có đô này. Có đô. Đô. Con đã có thể đánh đô này. Đô là 3 3 2 3 3 này, 2 rồi là 0 1 0, 3 3 2 0 1 0 là đô nhé. Như có sự sai dây ở đây rồi, sai dây mình phải lên lại dây. Sau đó là từ đô các bạn sẽ có son trưởng thì chúng ta sẽ đánh thế tay này, không đánh thế tay này cho bài này nhé. Đánh thế tay này cho bài này nó sẽ làm cho cái không được hay lắm, nên là theo cái cảm xúc của mình các bạn đánh vẫn được, còn theo cái bản thân mình thì không thấy hay lắm. Mình sẽ đánh son không chạm để cho nó thấp, nó có hai cái nốt này, thì ta sẽ là 3 2 0 0 3 3 3 2 0 0 3 3. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có la thứ 7 và la thứ ta học đầu tiên rồi, và ta la thứ 7 lúc thì ta đánh la thứ, lúc ta đánh la thứ 7. La thứ 7 thì ta chỉ đơn giản thôi, bỏ ngón áp út ra không bấm là sẽ có la thứ 7 nhé. Bây giờ mình phải lên lại dây đàn đã. Ok rồi, xong về phần hợp âm các bạn nhé. Xong về phần hợp âm thì chúng ta sẽ học cách chơi bài này. Chúng ta sẽ dạo này. Dạo ta sẽ bắt vào đô trưởng nhé. Đô trưởng về dạo này. Về đô trưởng và về na pha luôn nhé.
xong với đô nhé. Rồi son, son rồi la. Thực ra thì lúc này tùy cảm xúc các bạn, thì các bạn dạo bao cái vòng này bao nhiêu lần. Đấy, mình thì thường thì mình chỉ dạo một lần thôi. Đô pha đô son la này một vòng, và sau đó là đây la này, chiều hiên là vào pha luôn. Thì chúng ta sẽ đánh cái dạo này nó sẽ chỉ quạt xuống này, mình thường đánh là mình chỉ quạt xuống hoặc là móc nè, dạo này, dạo vào. Đấy, mình dạo như này, đô son và la, đẩy dày lên tí, you are you là mình vào. Đó, thì đấy là mình thường chơi như vậy. Thì các bạn có thể nghĩ ra cái cách nào đó để dạo nó hay hơn, hoặc các bạn có thể tỉa lốt, đúng không ạ? Mi son la 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 son mi. Rồi câu thứ hai nó sẽ là đồ son đồ gì. Câu thứ ba là đồ son đồ gì. Câu thứ ba là đồ son gì đồ. Thế thôi, nó chỉ vậy đâu, đồ son. Là mi son la 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 son mi. Đồ son đồ gì. Đồ son gì đồ. Thì các bạn pha bát vào nhé, pha bát vào nó sẽ như này. Thì các bạn đánh ngón trỏ giữ bát pha này. Đấy. Giữ bát đô này. Bấm đô giữ bát đô. Bát son này. Rồi, và la là bát la thôi. Đúng chưa? Rất là dễ, các bạn chỉ bắt thêm một nốt bát nữa đã khác rồi. Nào, mình sẽ đánh lại nhé. Mi son fa đô, đô nhá, bát đô. Bát son. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Mà you are here thì các bạn hát luôn. Thế nhưng mình không thích đánh như vậy, vì đánh như vậy đôi khi mình hồi hộp rồi mình tập trung dẫn rồi tập trung ấy, thì mình không muốn là mình sẽ phải sai nốt nhạc, vì tập như thế nó hơi bị khó cho các bộ não. Thì mình chỉ đánh là đô. À, dày dần lên, pha. Mình đánh nhiều nốt dần lên, nhiều phách dần lên. Đấy. Đánh là đầu tiên là vào đô. Về pha. Dày lên tí, rồi. Về đô dày lên tí nữa. Đô này dày, son là dày lên tí nữa. Và cuối cùng là vào la. You are here. Vậy là chúng ta intro xong rất dễ hơn là chúng ta gảy nốt. Đây là mình chia sẻ các bạn như vậy. Ok các bạn ơi, bây giờ sẽ là phần quạt cho cái bài hát này. Thì chúng ta sẽ chơi cái bài hát này bằng ba lát. Trong cái bài hát này mình sẽ chia cho các bạn bốn cách điệu hát khác nhau để đánh cái bài này. Thì bài này là lúc nhanh, lúc chậm, lúc lên, lúc xuống. Đấy, thì chúng ta sẽ chia làm bốn cách quạt để hát khác nhau nhé. Thì như Lộc intro với các bạn rồi. Pha, đô với pha. Đô. Son. Xong rồi đến la. You are here. Cách quạt thứ nhất. Lên nào mê. Worship you. I worship you. You are here. Thì đây. I worship you. I worship you. Thực ra thì mình đánh ở trong cái video mình hát thì nó sẽ là cái cảm xúc của mình nên cách đánh của mình khác, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cái này ấy, để cái tiết tấu này là một cái tiết tấu dễ và các bạn có thể chậm hay nhanh cái tiết tấu này được. Các bạn chỉ cần đánh xuống thôi. Đánh 4 cái xuống. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nó chính là cái slow mà mình đã dạy trong cái bài nhập môn guitar, nó chính là 1 2 3 4. 1 2 3 4 là điệu cơ bản nhất của ballad. Thực ra thì nó không phải là ballad mà nó là slow rất là chậm. Slow rất là chậm. Nó chỉ giữ các bạn bốn phách đổ nhịp. Đổ nhịp 4 thôi. 1 2 3 4. Đấy. 1 2 3 4. 1 2 3 4 xuống 4 cái. Các bạn mà xuống cái phách thứ hai thì các bạn hát chữ U nhé. 1 2 như là 1 U A here.
nào vào pha. 1 You are here, nào vào pha nhá. You are here, moving in this way, I worship you. Thì cái này là mỗi hợp âm các bạn xuống 8 cái. Mỗi hợp âm các bạn xuống 8 cái. Thì cái I worship you, thì cái working in this play và I worship you thì các bạn vào số 5 nhé. Vào số 5 chỉ có you are here là các bạn vào số 6 rồi. Là la này, các bạn đúng giữ các bạn đang ở la này. 2, 3, 4, 5 các bạn la I worship now. 2, 3, 4, 5 you are here đấy, đấy đúng không ạ? 2, 3, 4, working in this play. 2, 3, 4, I worship you. 2, 3, 4, I worship you. Đó, tức là slow các bạn nhân đôi lên nhá. Nhân đôi slow là 8 phách. Thì các bạn vào riêng cái you are here là cái you. Thì các bạn vào you are here, các bạn vào phách số 6. Còn cả working in this play, I worship you, I worship you, 3 câu dưới sau là các bạn vào phách số 5. Ok nhá, chúng ta sẽ vào phách số 5 như vậy. Rồi, ok, chúng ta sẽ có điệu đấy là điệu đầu tiên. Rồi, điệu thứ hai là khi các bạn đánh như này rồi thì đấy là cái đoạn bình thường để kéo vào bài hát, kéo vào bài hát nhé. Nhưng mà đến lần điệp khúc này, nhưng đến khúc I worship you, I worship you, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Thì ở đây mình đánh như vậy các bạn biết là đánh như nào rồi đúng không? Đây là cái cách thứ hai là dễ như vậy thôi. Nó chỉ vào cái chữ đầu tiên rồi. I worship you. You are way. Way các bạn vào pha. Way đánh một cái thôi. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my là thứ son. God is who you are. Vào la. Vào la thì các bạn đánh lại cái slow giúp hoặc các bạn đánh cái điệu thứ ba như sau. Điệu thứ ba nó sẽ là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Vào la. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Ở đây đấy mình chơi cái điệu lúc điệu vào la lúc này đó ở la. La đấy thì mình sẽ không đánh vào dây số 6 nhé các bạn nhé. Nên cho nên mình đánh cái tay mình nó phải tránh cái số 6 ra, đánh hơi xuống một tí. À, xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi. You are here. Đâu, đâu. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Đây là bây giờ các bạn vào hoa lát. Hoặc là các bạn có thể hát lại. Hát lại. That is who you are. That is who you are. Bà son. That is who you are. Bà đô. That is who you are. That is who you are. You are here. Đấy. Thì cái đoạn dàn này mình cũng dạy cho cái cách chơi ba lát rồi. Thì nó có một đoạn dàn hay gọi là báo hay gọi điện hay là gọi là phăng và phăng để đổi khúc. Thì các bạn có thể này. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Bạn hát. That is who you are. Xuống xuống. Lên xuống lên xuống lên xuống. Xuống xuống. Lên xuống lên xuống lên xuống. Xuống xuống. Lên xuống lên xuống lên xuống. Xuống xuống. Lên xuống lên xuống. That is who you are. You are here. Các bạn nhớ chưa? You are here. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. You are here. Đấy. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. You are here. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. You are here. Thấy chưa? That is who you are. That is who you are. You are here. Ok chưa? Bạn nhớ chưa? That is who you are. That is who you are. You are here. Working it out, yes. Ok, đấy là 3 điệu rồi.
Bây giờ điệu thứ tư nhá, điệu thứ tư là các bạn lại làm cho cái này nó chìm xuống, làm cho cái đoạn you are here là hát lại này nó chìm xuống. You are here. Lúc này nó là tiếng Anh nó sẽ là turning me around, turning me around nhá. You are here, turning me around. I worship you, I worship you. Thì các bạn thấy là lúc đấy mình đã nói đấy, you are here là các bạn vào ở phách số mấy nhỉ? Phách số 6 đúng không? Số 6 còn turning me around, I worship you, I worship you. Các bạn sẽ vào phách số 5. Thì các bạn sẽ đánh là từ phách 1 phách 4 thì các bạn đánh cái điệu số 1 mình dạy, đó là đánh slow 4 phách đơn là you are here, turning me around. Các bạn thấy nhỉ? You are here, you are here, 2, 3, 4, turning this around. Điều mà mình muốn các bạn hiểu đó là gì? Đó là 4 phách đầu tiên các bạn chỉ đánh xuống. Thế nào? Nhưng mà 4 phách sau là turning this around. Thì là 4 phách sau các bạn vẩy lên vẩy xuống cho mình, nhưng mà chỉ vẩy 3 giây check mà thôi. Còn cái phần 4 đánh xuống đầu tiên ấy, các bạn chỉ đánh ở 4 giờ 4 phách đầu tiên ấy, là anh 1, 2, 3, 4 này các bạn chỉ đánh 3 giây bát mà thôi. Còn vẩy lên vẩy xuống các bạn chỉ đánh 3 giây check mà thôi. Đây là cái ý đồ của mình muốn chia sẻ các bạn. Còn nếu các bạn có thể cách đánh khác thì các bạn có thể đánh. Thế như này, turning, you are here, 1, 2, 3, 4, turning this around. You are here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, thì cái 8 để sang turning this around. Là cái này là các bạn quạt cho mình. Ở đây là mình về đô thì các bạn có thể quạt được 6 giây nhé. Còn nếu như về na thì các bạn chỉ quạt 5 giây thôi nhé. 5 giây tức là bỏ giây đầu tiên. Đô và son các bạn quạt 6 giây được nhé. Ok chưa? You are here, 1, 2, 3, 5, 6. You are here, 1, you are here, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là rào. Ok. Turning this around, I worship you, I worship you. Hiểu chưa các bạn? Đấy là cách mà mình chơi này. Mình sẽ mô phỏng lại, làm lại cho mình nha các bạn nha. That is who you are, that is who you are. You are here, turning this around, I worship you, I worship you. You are here, turning this around, I worship you, I worship you. You are here, melting every heart, I worship you, I worship you. Thì các bạn cũng làm như vậy rồi. I worship you, I worship you. Đấy là cách chơi của mình. Thì khi các bạn tập được một cái gọi là khuôn phép như là 4 điệu mình dạy này rồi đấy, thì các bạn sẽ thấy là ôi đánh khuôn phép nó rất là buồn và rất là nhàm chán. Và khi các bạn đánh được đúng cái khuôn phép này rồi ấy, thì bạn sẽ thấy là không giống như ông Lộc đánh. Thực ra thì đấy là cái khuôn phép thôi. Khi các bạn đánh mà cái cảm xúc của bạn nâng cao ấy, thì cái tay của bạn lúc đấy nó sẽ vẩy lung tung, nó sẽ vẩy tự động, nó sẽ vẩy vào một cái chỗ nào đó, nó mang tính chất va chạm một cách tự nhiên, một cách ngẫu nhiên, bởi vì cái tay của bạn nó dẻo. Còn nếu các bạn chỉ tập được 3 gem như mình dạy các bạn ấy, thì nó sẽ là gọi là cứng đơ, tay của bạn nó cứng đơ hoàn toàn, nó không thể thả hồn vào bài hát được. Thì nó sẽ giống như thế này này, nó cứng đơ, nó sẽ giống này này. You are here, moving in this way, I worship you. Nó cũng hay nhưng mà nó vẫn là cứng. I worship you. Phải đánh, khi các bạn phải hơi đánh nó xuống được tí. You are way maker, miracle worker, promise keeper, I in the darkness, my God, that is who you are. Đấy là mình đánh nhiều hơn và dày hơn, thay đổi phong cách tí. Đấy, thì các bạn phải bắt chước cái này nhá.
không đoạn cái đánh cứng đơ nó chỉ thế này thôi, rồi là rồi là đánh theo ba gem nó sẽ không thật sự là hay. Dàn này. You are here. Đấy thì đấy là tùy các bạn phăng nhé, nên là tùy các bạn phăng nên mình chỉ gợi ý đi thôi. Ok, phần thứ ba, ok phần cuối cùng trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn, đó là khi mà các bạn đã đưa hội chúng được đến cái đỉnh điểm của sự thờ phượng rồi, thì cái bài hát này họ cũng giống như bài hát khác mà họ đã sáng tác sẵn trong ta cái phần cầu lối rồi. Thì phần cầu lối nó sẽ như thế này. Even when I don't see it's you are working, even when I don't feel it, you are working. You never stop working. Even when I don't see it, yes, you are working. Even when I don't see it, yes, you are working. You never stop working. Tức là cái đoạn này nó bị nhai đi nhai lại 4 lần để cho người ta bị nuôi cảm xúc. 3 đến 4 lần để nuôi cảm xúc, tức là cứ even when I don't see it you're working, even I don't feel it you are working, chúng ta rồi là you never stop working, tức là cái điệp khúc này nó lặp lại lại 3 đến 4 lần làm cái cầu lối để nuôi cảm xúc. Nuôi cảm xúc đầu tiên nhá, 4 lần, lần thứ nhất các bạn này, lần thứ nhất các bạn này okay. Even when I don't see it you are working, you never stop working, nhanh hơn là mạnh hơn này. Even I don't see you are working, even when I don't feel that you are working, you never stop working. You are here. I worship you. Rồi các bạn kết này. You are waymaker, medical worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Rồi các bạn cứ that is who you are. Rồi cuối cùng là that is who you are. Rồi còn cuối cùng khi các bạn đã dẫn mọi người, cuối cùng là các bạn đã dẫn được mọi người, cứ that is who you are. Thì là các bạn kết thúc. Các bạn kết thúc hoặc các bạn có thể lặp lại tiếp một lần nữa là Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Cái đoạn kết thúc, tức là các đoạn cuối kết thúc thì bạn hát chậm hơn là mình hát, nhưng mình hát mẫu để cho video nó không dài thôi. Waymaker, miracle worker. Đấy, hát như vậy và để cho hội chúng hát, rồi các bạn dẫn ra ngoài thế là hết bài hát thôi. Đấy là video này mình nghĩ nó thế là quá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác, và các bạn hãy tập tiếng Việt để hát cho hội thánh thánh ca tiếng Việt nhé. Thực ra thì nói đúng đấy là mình không muốn hướng đến tiếng Việt, bởi vì là tiếng Việt, cái lời dịch tiếng Việt ấy nó không bộc lộ được cái cảm xúc và cái ý nghĩa thật sự mà bài hát này muốn hát. Có khả năng là mình sẽ nghĩ cách để dịch ra một bản dịch khác, nhưng mà mình thật sự là cũng chưa nghĩ được. Thật sự là cái này cũng nó phải đến từ Thánh Linh cơ.
không có sự truyền tải của Thánh Linh thì cũng không thể làm được. Thôi, nói đi nói lại thì video này là dài quá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Goodbye. Chào mấy các bạn nhé. Thank you.